bạn một cái mẹo ha. Các bạn để đặt cái bút tâm nè vô giữa nè, kéo thẳng xuống một đường cho mình, kéo lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống đó, nhiều lần lên trên. Và thấy cái điểm nó nhọn lại, là cái đuôi nó nhọn mà nó bén nè. Tương tự thì các bạn cũng tập những cái phần còn lại ha. Đây, khi mà đuôi thì các bạn chỉnh nè, chỉnh sao cho cái đuôi nó hướng vô người mình nha, chứ không cái đuôi nhọn nè, đuôi chân mày lúc nào cũng hướng vô cái giữa người mình hết. Đây là cái điểm nhọn nè, hướng vô. Mình cũng đi đếm lượt giống như vậy ha. Nhớ là cái đuôi các bạn để xuống và đặt cái kim nhẹ thôi ha, nhẹ thôi. Rồi, sau khi ấy nè, lấy cái điểm đậm nè, đó, lên xuống nè, ở giữa máy nè, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Rồi. Là cái đuôi nó sẽ bén liền ha. Thì tương tự mình sẽ tập cách cái khoảng này, cách cái khoảng này. Thì mình tập nhiều vòng như vậy thì sẽ tạo được cái điểm nhọn của cái đuôi. Thì khi mà các bạn ráp vô cái bài đuôi chân mày, cái đoạn nhỏ, diện tích nhỏ như vậy, các bạn sẽ đỡ bị lòng cộng ha. Đây, bây giờ là mình đã hướng dẫn cho bạn các bạn là các bài. Đây là bài tập cái đuôi nè. Bài này tập nói đoạn nè. Bài này là tập cái cách phun nè. Thì các bạn làm tốt 3 bài này trước đi, làm thật nhuần nhuyễn đi. Thì lúc đó mình cảm thấy mình nhuần nhuyễn, mình bắt tay vô máy là nó sẽ phun theo hạt, theo ý mình muốn. Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu, mình hướng dẫn các bạn bắt đầu ráp vô cái khung chân mày. Nó là một cái bài khác nữa. Thì những cái bước này rất quan trọng nha các bạn. Các bạn mới học là đừng cái co, đừng cái nghĩ cái bài này đơn giản, cái bài này không đơn giản. Các bài này các bạn càng làm đẹp, càng nhuần nhuyễn bao nhiêu thì một mốt các bạn ráp vô khung chân mày nó sẽ vừa nhanh và nó vừa đẹp bấy nhiêu ha.